Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử tại phần trả lời xét hỏi của mình, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế đã thừa nhận truy tố của cáo trạng về tội danh nhận hối lộ là đúng. Ông Long khai quen biết Phan Quốc Việt khi cả hai tham gia một cuộc khai trương trạm y tế ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau đó hai bên không liên lạc. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, ông Nguyễn Thanh Long không tin tưởng Việt Á tự sản xuất được kit test, nhưng sau đó thư ký của ông Long là Nguyễn Huỳnh liên tục ca ngợi Việt Á. Đồng thời, Nguyễn Huỳnh cũng nói Việt Á phối hợp với Học viện Quân y sản xuất kit test nên ông Long tin tưởng. Ông Nguyễn Thanh Long thừa nhận cầm 2,25 triệu đô la Mỹ từ Phan Quốc Việt, trong đó 2,2 triệu đô la Mỹ nhận thông qua bị cáo Nguyễn Huỳnh, 50.000 đô la Mỹ nhận trực tiếp từ Việt. Thời điểm đưa và nhận tiền là khoảng 10 tháng sau khi đã cấp phép tạm thời, chứ bị cáo không đòi hỏi. Khi chủ tọa hỏi, không ưu ái nhưng tại sao Việt phải đưa tiền? Bị cáo Nguyễn Thanh Long trả lời, bị cáo Huỳnh nói Việt án làm ăn được nên đưa biếu. Bị cáo nhận tiền là sai, bị cáo xin lỗi, nhưng trong hoàn cảnh đó bị cáo không gợi ý, không đòi hỏi gì bị cáo Long phân trần trước tòa. Ở vụ án này, ông Thăng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khi được tòa gọi lên xét hỏi, cựu bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng thừa nhận nội dung truy tố như cáo trạng là xác đáng. Trước bục khai báo, ông Thăng khai nhận được bầu làm bí thư Hải Dương từ tháng 10 năm 2020. Thời điểm này, dịch COVID-19 ở Hải Dương đang bùng phát. Đầu năm 2021, bị cáo Nguyễn Thanh Long có gặp ông Thăng và đề nghị về Hải Dương để chống dịch. Sau đó, ông Nguyễn Thanh Long có đề xuất để Việt Á tham gia. Tuy nhiên, bị cáo không tác động gì và cũng nói với ông Nguyễn Thanh Long rằng việc này cần phải bàn với Ban Thường vụ tỉnh ủy. Bị cáo Thăng khai. Theo ông Phạm Xuân Thăng, trong ngày 29 tháng 1 năm 2021, tại buổi họp Ban Thường vụ tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến, bị cáo có chỉ đạo giao Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Việt Á để tham gia. Cũng trong một cuộc họp khác ở tỉnh ủy có Phan Quốc Việt dự họp, song bị cáo Thăng không biết đơn vị nào tham mưu để Phan Quốc Việt được tham gia. Về lý do đồng ý để Việt Á tham gia chống dịch tại Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng nói, khi đó công tác phòng chống dịch cấp bách, Việt Á được cơ quan chuyên môn đề xuất, đồng thời có một người đứng đầu Bộ Y tế có chuyên môn cao giới thiệu, nên tôi tin tưởng. Bị cáo Phạm Xuân Thăng khai nhận 100.000 đô la Mỹ trực tiếp từ Phan Quốc Việt vào thời điểm sau Tết Nguyên đán năm 2021. Ngoài ra, bị cáo còn nhận 3 lần tiền của Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương. Trong đó hai lần, mỗi lần 300 triệu đồng, một lần 50.000 đô la Mỹ. Số tiền đã nhận bị cáo sử dụng vào chi tiêu cá nhân, bị cáo thăng khai. Trong phiên xét xử vụ án Việt Á, Viện Kiểm sát cáo buộc Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ có 5 sai phạm, giúp công ty Việt Á biến kit test của nhà nước thành của riêng rồi sản xuất, bán thương mại trái phép, gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Trịnh thừa nhận cáo buộc của viện kiểm sát là thỏa đáng và bản thân ông cũng được Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, cảm ơn 200.000 đô la Mỹ sau khi thực hiện những hành vi sai phạm. Đầu tiên, Nguyễn Văn Trịnh yêu cầu một cán bộ ở Bộ Y tế sửa công văn theo hướng giúp công ty Việt Á loại bỏ đối thủ cạnh tranh trong việc tiêu thụ kit test Covid-19, hướng dẫn Phan Quốc Việt soạn văn bản xin cấp số lưu hành cho test của Việt Á gửi lại cho Trịnh Duyệt trước khi chuyển Bộ Y tế, chủ tọa Trần Nam Hà đặt câu hỏi, tại sao bị cáo thời điểm đó là người thuộc văn phòng chính phủ không phải của Bộ Y tế nhưng lại sửa được văn bản của đơn vị này. Bị cáo Trịnh trả lời khi đó thủ trưởng của bị cáo tức nguyên phó thủ tướng chính phủ đang phụ trách Bộ Y tế có giao bị cáo và chánh văn phòng bộ phụ trách việc đó. Bị cáo này cho hay mỗi khi Bộ Y tế ra công văn Phía văn phòng bộ sẽ gửi mail và bản giấy cho anh ta xem trước, góp ý rồi mới phát hành. Nguyễn Văn Trịnh cũng mong tòa án xem xét việc bản thân tác động bị cáo Nguyễn Minh Tuấn lập hồ sơ cho công ty Việt Á vì lúc đó phòng chống dịch cấp bách. Bản thân bị cáo không biết cái đất đó vốn thuộc sở hữu nhà nước bị Việt Á chiếm đoạt quyền sở hữu. Sai phạm tiếp theo bị cáo Trịnh tác động tới bị cáo Nguyễn Minh Tuấn khi đó là vụ trưởng trang thiết bị công trình Bộ Y tế để người này lập hồ sơ trên lãnh đạo Bộ Duyệt đăng ký lưu hành kích test cho công ty Việt Á. Ông Trịnh còn chỉ đạo bị cáo Nguyễn Huỳnh, thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế lúc đó là ông Nguyễn Thanh Long, sau lên Bộ trưởng, giúp đỡ công ty Việt Á đồng thời can thiệp tới bị cáo Nguyễn Nam Liên, khi đó là vụ trưởng kế hoạch tài chính Bộ Y tế, giúp công ty Việt Á được thanh toán tiền bán kích Tết là 470.000 đồng một Tết. Giá thật kèm 5% lợi nhuận cũng chưa đến 150.000 đồng một Tết. Khai báo tại tòa, Nguyễn Văn Trịnh mong tòa xem xét anh ta không tự ý sửa công văn của Bộ Y tế theo hướng có lợi cho Việt Á, mà sửa theo nội dung cuộc họp do ban của các lãnh đạo bộ. Cựu trợ lý phó thủ tướng cũng thừa nhận tác động bị cáo Nguyễn Nam Liên thanh toán tiền mua 200.000 kit test cho công ty Việt Á, giá 470.000 đồng một test, nhưng cho hay bản thân không biết giá cả ra sao. Sau khi làm những hành vi giúp công ty Việt Á trịnh được Phan Quốc Việt cảm ơn hai lần, tổng cộng 200.000 đô la Mỹ, gần 4,6 tỷ đồng, bị cáo Trịnh đã tác động gia đình để nộp lại số này. Trong phiên xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, vụ Việt Á có 38 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 6 bị cáo bị tri tố tội nhận hối lộ. Những người này gồm Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế, kỹ thuật, bộ khoa học và công nghệ, Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng bộ y tế, Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế, Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế và Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương. Trong phiên tòa, những bị cáo buộc nhận hối lộ đã có lời khai tại tòa. Họ đều thừa nhận việc cầm tiền của Việt Á. Bản thân Chủ tịch Việt Á Văn Quốc Việt cũng thừa nhận việc đưa cả trăm tỷ đồng tiền hối lộ. Trả lời thẩm vấn tại tòa, Chủ tịch Việt Á Văn Quốc Việt khai Bị cáo tham gia đề tài sản xuất kích tết để phòng chống dịch là do được ông Trịnh Thanh Hùng gọi điện mời tham gia và thuyết phục. Theo lời khai của bị cáo Việt, ông Hùng mời gọi cùng tham gia với Học viện Quân y thực hiện đề tài vì lúc đó tình hình cấp bách. Bộ Khoa học và Công nghệ giao trong một tháng phải nghiên cứu và sản xuất được kích tết, chống dịch và chỉ Việt Á mới đủ điều kiện tham gia. Bị cáo Văn Quốc Việt trình bày sản phẩm sản xuất dựa trên quy trình mà Học viện Quân y gửi cho bị cáo, sau đó Việt Á tối ưu hoàn thiện sản phẩm. Khi đó, Việt Á được nhận tiền công 1 tỷ đồng và được nhận số tiền nguyên vật liệu để sản xuất kit test tương ứng 8-9 tỷ đồng. Ngày 2 tháng 2 năm 2020, phía Việt Á tham gia cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc chủ trì với tư cách là đơn vị sản xuất. Đến ngày 14 tháng 2 năm 2020, Việt Á đã sản xuất được kích test và đem kiểm nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Giai đoạn đó, chỉ có Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được kiểm nghiệm kích test và Bộ Y tế nhiều lần yêu cầu bổ sung hồ sơ để được cấp phép. Đến ngày 4 tháng 3 năm 2020, sản phẩm được cấp phép lưu hành tạm thời, Đến ngày 4 tháng 12 năm 2020, sản phẩm kit test của Việt Á mới được cấp phép lưu hành chính thức. Theo Phan Quốc Việt, sở dĩ mất nhiều thời gian để được cấp phép lưu hành chính thức sản phẩm là do Covid-19 còn quá mới nên cơ quan chức năng đã rất thận trọng. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Tuấn khai không trao đổi thỏa thuận không gây khó khăn gì cho Việt Á. Bản thân bị cáo và bị cáo Nguyễn Nam Liên được giao nhiệm vụ thẩm định giá và đã làm đúng chức trách nhiệm vụ. Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn thừa nhận, quá trình làm việc, Chủ tịch Việt Á có đến cảm ơn hai lần, đưa số tiền 300.000 đô la Mỹ. Ngay sau khi bị tạm giam, bị cáo đã khai báo và nhờ gia đình nộp hết số tiền trên để khắc phục hậu quả. Bị cáo Nguyễn Nam Liên cũng thừa nhận việc bị cáo Phan Quốc Việt đến cơ quan bị cáo và có để lại tuổi quà. Ông Liên trình bày, bị cáo không muốn nhận nhưng việc cứ để lại. Khi bị cáo mở ra xem thì thấy có 100.000 đô la Mỹ. Cáo buộc cho rằng ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 50.000 đô la Mỹ trình bày tại tòa, bị cáo Phạm Công Tạc chỉ thừa nhận đã cầm của Chủ tịch Việt Á 100 triệu đồng. Cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày, bị cáo Việt đã khai đưa 50.000 đô la Mỹ nhưng bị cáo chỉ nhận 100 triệu đồng bị cáo việc đến thăm rồi để lại túi quà việc nói có cành đào Tết để tặng bị cáo nghĩ là theo phong tục tập quán Á Đông nên có thể chấp nhận được trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử về việc bị cáo có nhờ ai can thiệp để được cấp phép không chủ tịch Việt Á thừa nhận có nhờ ông Nguyễn Huỳnh cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế lúc đó áp lực chống dịch quá lớn mà việc cấp phép lại gặp khó khăn nên bị cáo có nhờ ông Huỳnh tác động để được cấp phép bị cáo Phan Quốc Việt khai về phần mình, bị cáo Nguyễn Huỳnh thừa nhận nội dung truy tố là đúng. Bị cáo Nguyễn Huỳnh khai, việc nhờ bị cáo giúp đỡ đã đưa tổng số 22 triệu đô la Mỹ để chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, và đưa cho bị cáo 4 tỷ đồng thì bị cáo đã dùng để chi tiêu cá nhân. Trước câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo có kiểm tra việc bị cáo Long có nhận được tiền không? Phan Quốc Việt trả lời, bị cáo có số điện thoại của ông Long, nhưng bị cáo không gọi điện kiểm tra vì tin tưởng